Xin chào quý cô bác anh chị, trở lại với kênh Ký Sự TV. Có một tình tiết rất là mới nha mọi người, rất là mới luôn. Em muốn cập nhật lên ngay để tất cả quý cô chú anh chị cùng nhau biết được cái bản chất thật của người cha chồng của chị Trang. Có thể nói là trong thời gian tầm nửa tháng nay, cái hoàn cảnh của chị Trang U50 bất ngờ nắm trở lại bởi vì người cha chồng có những cái việc làm không đúng đắn. Và bây giờ khi chị Trang đã ôm đồ đi rồi cũng được 10 ngày và người cha chồng bắt đầu lộ rõ ra cái bản chất của mình. Khi mà chị Trang ôm đồ dọn đi về nhà mình sống và không trở lại kia nữa, thì có một điều lạ rằng cái người chồng là anh Trường thì không có bất kỳ một cái sự đau khổ hay là một sự tiếc nuối nào. Anh ấy vẫn tỏ ra thờ ơ vui vẻ và còn cho rằng là vợ đi rồi mình được khỏe, không có vướng bận gì cả. Nhưng người cha chồng thì lại khác. Người cha chồng như ngồi trên đống lửa luôn mọi người, như sợ mất đi con dâu này. Và theo cái lời chị Trang mới kể ngày hôm qua, thì người cha chồng này liên tục nhắn tin gọi điện và năn nỉ là con dâu hãy quay về đi. Đây là một cái điều lạ nha mọi người. Vợ đi, chồng không đi kiếm mà cha chồng đi kiếm. Đó là một cái điều mà nó làm chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về người cha chồng này. Rõ ràng là người cha này đang có cái ý đồ với con dâu, muốn là con dâu phải trở về để mình thực hiện được ý đồ đó. Nhưng chị Trang cũng là người sáng suốt và trải đời nên hiểu được cái bản chất thật của người cha chồng này nên mới không đồng ý quay về. Mặc dù là người cha gọi đến hàng trăm cuộc rồi nhưng chị Trang vẫn không nghe máy và nhất quyết là không trở về căn nhà đó. Bởi vì chị Trang biết được rằng chị Trang được cưới về căn nhà đó là do cha chồng, chứ người chồng không hề biết gì cả. Anh Trường là một người khờ khạo và cũng không có ý định là muốn lấy vợ. Bây giờ mới vỡ lẽ ra đó mọi người, là anh Trường không có yêu thương chị Trang gì hết, chỉ có cha chồng thôi là có một chút mưu mô gì trong cái vấn đề này. Có thể là người cha chồng tính toán rằng là bây giờ cứ lấy cái mác là lấy vợ cho con trai, nhưng mình về mình sẽ là người gọi là dòm ngó con dâu này kia. Thì mình nghĩ là vậy. Đó là một cái hành động mà không đúng đắn của vợ chồng nha mọi người, đáng lên án. Bây giờ chị Trang thì cũng đang ở nhà mình thôi, không có qua nhà người chồng nữa. Có thể là đây là một cái đoạn kết cho câu chuyện này rồi. Chúng ta cũng không có thể nào mà khuyên nhủ hay gì nữa. Chị Trang đã quyết là sẽ không về đó rồi. Bởi vì chị Trang nhìn được là người cha chồng đang có những ý đồ xấu với mình. Thở đời gì mà vợ đi, chồng không kiếm, chồng còn mừng luôn. Trong cái đó người cha chồng thì lại ngồi ra đống lửa, sợ mất con dâu này kia, nhắn tin gọi điện liên tục luôn, giống như là người cha chồng đang là chồng vậy đó. Đó là một cái hành động khó hiểu nha mọi người. Chúng ta cũng không biết là ông cha chồng này có ý định gì với chị Trang, nhưng thông qua những việc làm như vậy, mình khẳng định rằng người cha chồng này không phải là một người tử tế đàng hoàng nào mọi người. Nếu như thật sự đàng hoàng thì hãy để cho anh Trường chăm lo cuộc sống cho vợ mình, chứ không phải là can thiệp quá mức như cái việc là thay sim đổi số rồi nhắn tin gọi điện tình tứ như vậy đâu. Không phải đâu mọi người. Và mình cũng không hiểu sao là người vợ, tức là người mẹ chồng, lại chấp nhận một người chồng như vậy, cứ để cho ông ta làm những việc như vậy. Đó là một cái hành động cũng khó hiểu mọi người. Đúng là cặp vợ chồng này 49-50 thôi, chúng ta cũng không biết là họ đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng cũng may là chị Trang đã nhận ra được cái điều đó và sớm kết thúc cái mối lương duyên vợ chồng này. Bây giờ có thể là chị Trang cũng có thể là chỉ tìm kiếm một cái đối tượng mới đi cũng được, chứ đừng có quay về căn nhà đó nữa. Càng quay về thì càng khổ thôi. Bởi vì người cha chồng đã nhắm chị Trang rồi thì chắc chắn là sẽ có những ý đồ xấu. Và chị Trang có nói một câu mà rất là buồn cười luôn, nhưng cũng đúng nha mọi người, rất là đau đớn luôn. Chị Trang nói là nếu như chị không đi sớm thì chị từ vợ sẽ trở thành mẹ của anh Trường. Có nghĩa là khi đó chị Trang đã được người cha chồng lấy rồi thì cái danh phận sẽ đổ sang là từ vợ chuyển thành là mẹ. Đó là một câu nói đau đớn của chị Trang nha mọi người. Một người phụ nữ ở cái tuổi bốn mấy rồi, cũng gần 50 rồi, khao khát một hạnh phúc gia đình, cũng muốn tìm kiếm một người chồng, không cần là phải giỏi giang hay là này kia đâu, khờ cũng được, nhưng đó là chồng của mình, mình nói chồng nghe và mình giữ được chồng. Nhưng không ngờ là gặp trúng một người cha chồng quá kinh khủng khiếp đi. Người cha chồng này là một người phải nói là háo sắc và tranh hoa. Tranh hoa thì nói cho nó màu mè thôi, chứ thực sự là một người gọi là lăng nhăng đó mọi người, lăng nhăng không chung thủy đó. Bây giờ mới lộ ra, chúng ta mới nghe được chị Trang nói rằng là nếu chị Trang không kịp thời đi thì một thời gian nữa thôi chị Trang sẽ từ vợ anh Trường làm mẹ anh Trường luôn. Đó là một cái điều chúng ta nghe xong cũng hiểu được là ý chị Trang muốn nói gì nha mọi người. Thật là quá kinh khủng khiếp đi, hoàn cảnh này phức tạp quá mọi người ơi. Chúng ta thương nhất là thương cái hoàn cảnh của chị Trang thôi. Anh Trường thì khờ quá, chúng ta không nhắc rồi, anh Trường quá khờ đi. Anh Trường không biết là có thương vợ hay là yêu vợ vậy không, nhưng mà nghĩ là không, bởi vì con người nó khờ quá cô chú anh chị, không biết yêu thương gì đâu. Ngay cả cái việc tắm rương không làm được,
thì nói về cái việc mà quan tâm vợ chồng, chỉ có người cha chồng là cái người đứng đằng sau sắp xếp tất cả mọi chuyện. Mục đích cái việc mà cưới vợ cho con chỉ là một cái tấm bình phong thôi, còn đằng sau đó cái người hưởng, cái người mà có ý đồ chính là người cha chồng. Đó là một cái hành động mình phải đáng lên án, chứ không thể nào mà nhân nhượng được hay là bao che được nha cô chú anh chị. Chúng ta cũng nói rằng là bây giờ có nhiều người muốn kết nối với chị Trang để mà làm mai làm mối. Và đêm qua có một anh trai cũng gọi điện về cho em để muốn được kết duyên và tìm hiểu chị Trang. Thì để hiểu đó có chuyện như thế nào, em xin mời khán giả cùng với em sẽ nghe một cái đoạn chia sẻ mới nhất từ một anh trai đã gọi về cho em tối qua, và có những lời này muốn gửi đến chị Trang, coi như là một lời làm quen để mà hai anh chị có thể tiến xa hơn trong tương lai nha cô chú anh chị. Ý là anh muốn là làm ai cho anh hả? Dạ dạ dạ. Anh là ở đâu? Em mới Nhà Bàn nè. Ở An Giang, ở Nhà Bàn á, nhưng mà em làm ở Sài Gòn á. Anh làm cái gì anh? Em làm bảo vệ ở tổng đài Dược Phan Mobile Việt Nam mình á anh. Anh em bao nhiêu tuổi rồi anh? Em giấy của em thì trẻ 8, nhưng mà giờ tuổi thẻ của em là 70 á. Năm nay em 52, 53, 54 nhỉ? Dạ. 50 á. Mà anh xem chị Trang ở đâu mà anh cũng biết anh liên hệ ra? Anh cũng có coi á, trên cái list mà đám cưới thì vợ chồng rồi ông vợ chồng, bà vợ chồng kia cái nọ đó, thì anh cũng có xem á. Mình thấy chị Trang là người như thế nào anh? Thấy cô cũng nói chuyện cũng thấy cũng có chuẩn một bước hết á. Thấy nói chuyện cũng hiền hậu, với hai nói chuyện cũng rõ ràng hết chứ không? Dạ, là mình có gặp cảm tình hả? Dạ, thấy nói chuyện cũng hiền á. Một số người nói nhận xét là chị Trang là tuy lớn tuổi nhưng mà ăn mặc cũng hơi hở hang, là anh thấy đúng không anh? Anh nhận xét như thế nào? Thì nói chung là cái chuyện đời nó nói mà mình cũng đâu có hiểu được, cái chuyện nó nói thì nó nói, còn cái chuyện mình thấy trước mắt mình sao mình nói vậy thôi, còn cái chuyện người ta nói sao ta nói là quyền của người ta chứ. Dạ. Là anh nói chuyện bây giờ là dạ, kết nối là quen của chị Mai đó, chị Trang đúng không? Dạ dạ dạ. Mình có vợ con rồi chưa anh? Em có vợ, em thôi 19 năm rồi, em có đứa gái, em gả về trên Ba Chúc á. Gả cho ai anh? Gả về trên Ba Chúc á, Ba Chúc Chi Tôn á. À, dạ. Em làm xui trong đó. Dạ, bây giờ mình đi làm sống từ cháu của mình hả? Dạ, dạ, dạ. Bây giờ nếu mà chị Trang cũng không có đây, mà nếu mà có một lần gửi chị Trang, anh có nói gì với chị Trang không? Thì nói chung anh cũng ví dụ nhắn gỡ lại giùm anh, nói là Trang nếu mà chịu bước nữa thì mình tìm hiểu với nhau rồi mình bước với nhau. Thì nói chung em mình tánh anh thì hiền, nhưng mà anh thẳng thắn á, tánh anh thì hiền hậu, làm ăn là kia chứ không có vụ mà bài bạc số đời số bọng gì hết á. Anh thì cứ găm đầu làm ăn, tiền bạc thì vợ con cứ giữ, tài cũng có mức độ rồi tài. À, là anh đồng ý là cái việc mà bây giờ tiền về là vợ giữ, là chị Trang giữ. Thì nói chung là vợ con thì cái chuyện đó là chuyện vợ con phải chịu trách nhiệm giữ tiền, rồi mình đi làm về tiền bạc vợ con phải giữ rồi. Dạ, tại vì chị Trang cũng gặp rất hoàn cảnh, đúng không? Thường á là về nhà thì cũng không có đưa tiền cho vợ giữ mà đưa cho ba mẹ hết, nên là chị Trang cũng kiểu như cũng buồn. Rồi ba chị chồng có những cái hành động cũng gọi là hơi đi quá giới hạn một chút, nên là chị Trang cũng bắt mã rồi bỏ đi á. Nói chung em cũng có xem, em cũng có hiểu được anh. Em cũng có hiểu, bởi vì tuổi em cũng lớn rồi chứ không phải còn nhỏ nữa. Dạ. Nói chung em thì cái tánh em thì cái chuyện đi chơi đời rồi kia là em không bao giờ có gì hết. Có người mặn ăn rồi về thì gì hủ hỉ với gia con thôi. Em hồi nào giờ không có lăng nhăng như mà kia cái nọ. Dạ. Cái số này của anh xài Zalo luôn hả gì anh? Dạ đúng rồi, có Zalo luôn. Dạ dạ. Thế bây giờ dạ, nếu mà có một lời gọi là gửi đến chị Trang thì anh nói một lần nữa để em gửi chị Trang nghe, rồi có gì em liên hệ với anh Châu được không? Anh nói một lần nữa thôi để Trang nghe được cái lời anh nói, rồi gọi là mình trong tình của mình á, chị Trang nghe được thì em liên hệ lại. Dạ dạ. Thì nói chung em cũng nhắn lại về anh giùm cho cô Trang.
Thì nếu chị có sách nói lần nữa thì sách nói với anh. Thì nói chung anh á thì thẳng thắn. Hai nữa là anh á làm á thì nói chung á là tiền bạc thì vợ con giữ, nhưng mà giữ mình xài cũng có giá hạn để mình xài. Còn cái chuyện mà bài bạc số đề số bẩm này kia thì anh không có. Anh không dính níu mấy cái phần đó. Dạ rồi. Cái rú kia thì anh không dính níu. Anh là anh tên gì anh? Em tên Phước anh. Anh Phước hả? Là này cũng năm năm mới tuổi em quên rồi. Nếu mà tuổi thật em á thì 4, 5 năm rồi. Dạ. Em năm 70.